Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, hoan hỷ độ trì cho gia đình con. Chồng con sinh ngày 8 tháng 4 năm 1971. Gia đình con cúng Phật được 18 năm nay rồi. Gia đình con có thấy Phật Pháp rất nhiệm màu. Trong khi chưa biết Phật Pháp, nhà con sinh được 3 cháu gái. Nhưng khi cúng Phật được 7 năm, chúng con có hướng thiện làm lành. Con về một ngôi chùa gần đó, sư tăng xin cho con, thì đêm về con nằm mơ thấy hai bé trai cứ hụp ao sen từ bên này sang bên kia. Sau đó con sinh được 2 cháu trai thật, chắc là sinh đôi. Từ lúc sinh ra cho đến 8 tháng, cháu khóc khỏe, dỗ sao cũng không nín ạ. Tối đến, con lại nằm mơ thấy hai cháu mặc áo chú tiểu ngồi cạnh Đức Ông. Con đi hỏi thì các thầy bảo là con Phật cho về thăm nhà chùa. Hôm sau, gia đình con cho hai cháu về nhà chùa gặp Sư Tăng, mà hai cháu ôm lấy Sư Tăng và không khóc nữa. Khi đưa hai cháu lên làm lễ thì đứa cầm chuông, đứa cầm mõ, và con đã gửi hai cháu vào đó. Đến nay hai cháu đã được 11 tuổi. Người ta bảo con đến 15 tuổi thì chuộc về và tôn bản mệnh cho hai cháu. Nhưng con không biết làm thế nào. Con xin Thầy chỉ bảo cho gia đình con ạ. Nhà con đã có ban Phật rồi, hai cháu cứ thế theo đó được không ạ? Con cảm ơn Thầy. Chúng ta thấy câu chuyện của một gia đình Phật tử đã theo Phật được 18 năm nay. Gia đình thì Phật tử nói là sinh được, trước đây chưa theo Phật thì sinh được 3 cô con gái. Theo Phật rồi thì cúng Phật được 7 năm thì nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Thấy là hai đứa trẻ con ấy lặn hụp ở, hai đứa trẻ con trai ấy lặn hụp ở dưới ao sen. Và một thời gian sau thì mang thai và sinh ra được 2 đứa con trai, chắc là sinh đôi. Đây chắc chắn là sinh đôi rồi. Cái câu hỏi này chắc chắn sinh đôi. Sau khi sinh ra thì các cháu hay khóc, lại nằm mơ thấy là hai chú tiểu mặc áo nâu. Cho nên là đem cháu ra chùa, hỏi thì bảo đem cháu ra chùa. Từ khi mà làm lễ bán khoán xong đến nay thì các cháu nó ngoan. Và muốn hỏi rằng đến năm nay là năm 11 tuổi rồi, và nghe người ta bảo đến năm 15 tuổi thì phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Tôn bản mệnh đây không phải là đạo Phật của chúng ta, mà tôn bản mệnh ở đây là gì? Theo đạo Thánh, theo đạo Mẫu, gọi là tôn bát hương, bát nhang bản mệnh ấy. Cái này là chắc chắn là bà Đồng nó lừa rồi. Nó lừa. Chúng ta biết rằng có cái gì hơn là đã ăn mày Phật rồi, ăn mày Phật cả đời, đời đời kiếp kiếp ăn mày Phật, thì có phải là tốt hơn không? Đúng không? Cho nên ở đây, ở chùa của Thầy đây, từ khi mà Thầy đi làm chủ trì cho đến hôm nay, tất cả con cháu của các Phật tử hoặc các thiện nam tín nữ có niềm tin với Phật đến nhờ nhà chùa làm lễ bán khoán cho các cháu, gọi là nương bóng Đức Ông. Ở ngoài miền Bắc chúng ta có một cái tập tục không biết là có từ bao giờ. Tôi nghĩ rằng từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta đó, thì cái tục này cũng bắt đầu có dần dần có từ đó. Ngày xưa chúng tôi đi học hay nghe thấy các hòa thượng, các tường tọa kể rằng, mà chính chúng tôi cũng được chứng nghiệm cái đó rất là nhiều. Thì thường thường ấy, thì người ta hay nói rằng các cháu mà mới sinh ra, sinh vào cái giờ quan sát, tức là cái giờ xấu đó, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu là sinh vào cái giờ xấu. Thì thường là gì? Người không theo Phật Pháp ấy, thì họ hay cúng, gọi là cúng mụ cho các con ấy. Còn mà người theo đồng bóng ấy, thì họ lại đội bát hương, tôn bát hương bản mệnh. Còn người theo Phật chúng ta ấy, thì bán khoán cho Đức Ông. Tức là nương nhờ vào cửa Phật ăn mày Đức Ông để Ngài ấy làm con nuôi của Ngài. Mình có nói nôm na làm con nuôi để các Ngài gì
trông cho theo bên thánh ấy, thì làm lễ tôn nhang bản mệnh, gọi là làm con nuôi của thánh. Đó. Còn người mà không theo tôn giáo nào á, họ theo cái tín ngưỡng dân gian á, thì họ cúng mụ, thì là họ giao cái phần đấy thì làm con nuôi của cái bà mụ ấy, những cái bà mụ đó. Còn người theo Phật chúng ta thì ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng, các thượng tọa, các cụ lớn lớn ấy, trẻ con sinh ra vào cái giờ quan sát hoặc vào giờ xấu đó, thì thường thường cứ đêm lại nó hay khóc. Đêm nó khóc ghê lắm cơ, khóc như là có người đánh nó, có người mà làm cho các con nó đau đớn đến cái mức độ nó khóc thét lên. Thậm chí có trường hợp khóc tím tái lên, khóc như là muốn chết ấy, muốn đứt hơi luôn ấy. À, dỗ nào cũng không được. Thì cái trường hợp này ngày xưa thì các cụ chúng ta hay nói là ra bán khoán cho đứa ông là hết. Những Phật tử, những người theo Phật, cái ra bán khoán đức ông là hết. 10 người thì phải khỏi được gì? 6-7. Thậm chí có khi có trường hợp 10 ca khỏi được cả 10 luôn. Đó. Mà đặc biệt nữa là có một cái nữa này. Ở trong nhà Phật chúng ta cái vải đỏ để hô thần nhập tượng ấy. Đó. Cái dấu mà hô thần nhập tượng ấy, chúng ta lấy về cứ cất rồi đấy. Cất vào cái nơi nào trang nghiêm để đấy. Bao giờ trong nhà hoặc là họ hàng nhà chúng ta có các em bé, các cháu nó mới sinh mà hay khóc như thế, thì cần cái miếng vải đỏ bé bé nó xé ra nó bằng gì? Bằng hai ngón tay này thôi. Hoặc hai ngón tay này chia đôi ra, nhỏ nhỏ như bằng cái bật lửa ga chia đôi ra cũng được. Một nửa thì cho vào trong cái gối của các con, các cháu nó ngủ. Còn một nửa bé bé thì cho kết thành lấy cái chỉ ngũ sắc. Kết lại là khâu cái miếng vải đó vào đây cho đeo vào tay này hết ngay. Cái này nó hẻo lắm. Gọi là chữa cái này, nó gọi là chữa theo cái tâm linh, thế mà khỏi. Nhiều trường hợp như thế rồi, chúng tôi giúp đỡ nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều. Còn cái cách dân gian người ta hay làm nữa đó này, tiện đây không nói luôn để chúng ta biết cách dân gian người ta hay làm ngày xưa. Ví dụ như là nó hay khóc dạ đề như vậy, không đem đến chùa bán khoán, thì lấy cái niêu đất ấy. Ngày xưa có cái niêu đất, cái nồi bằng đất ấy mà. Đấy thì dặn cái trước cái bà hàng xóm hoặc là người họ hàng nhà người ta quen quen. Thì hôm đó cái cháu nó ngủ thì thường ngủ bên cạnh cửa sổ. Mà bây giờ mà nếu như ở thành phố thì không đập được, nông thôn thì còn đập được cái niêu đất. Thành phố mà ngủ trên tầng 5 thì ai mà leo lên đó mà đập được ở bên ngoài đâu, đúng không? Thế ngày xưa thì ở cái nhà đất này này, thì thường thường là các con nó ngủ sát cửa sổ, khi nào nó khóc, kệ cho nó khóc. Xong bắt đầu bảo cái người thân, người mình dặn trước ở ngoài, cái lúc nó khóc như vậy, cầm cả cái niêu đất ném vào cái cửa sổ. Tất nhiên cửa sổ phải có cửa nha, không có ném, không có cửa sổ thì trên nó vào thì trúng đầu thì các con thì chết. Đó, ném vào cái cửa sổ, nó kêu choảng một cái nó vỡ cái đó, là giật mình một cái thế là khỏi. Đấy cũng là một cách chữa của dân gian. Một cái cách nữa là tôi mới biết được, chưa thử cái này, nhưng mà mới biết được cái cách này là người dân tộc. Ở trong quê của tôi, hôm rồi họ mới mách là cái cách này nữa. Lấy cái chuối lá, cái quả chuối lá các quý vị, mà nó vừa chín tới, phải cái chuối lá nhé. Cái chuối lá này bây giờ nó ít lắm, phải mua được cái chuối lá. Cái chuối lá thì nó chín chín, thế bây giờ cứ cho vào mà cọ. Thế nên cọ vừa thì con sức ra các con nó mới, gọi là dắt vào đây thôi. Thế nó cho nó, những các cháu nó hay khóc đó thì người ta nói là cái âm khí nó quá nhiều, cái dương khí nó ít, cho nên cái đêm về một cái thì cái âm khí nó nặng, nó thịnh lên, cho nên nó khó ở, nó khó thở. Đấy cũng là một cách giải thích rất là khoa học. Cũng khoa học đấy, không phải đơn giản. Thì cái chuối lá nó lại có gì? Nó có công năng là gì? Nó lại hút cái âm khí rất là tốt. Nó hút âm khí rất là tốt, cho nên cứ lấy cái chuối lá thì hơi nhẹ trên đầu xuống này, rồi hai bên mặt này xuống thẳng ngực, rồi hai bên này thì xuống thẳng vai, xuống thẳng dưới chân, cứ nhẹ nhẹ trên người các cháu thôi, thế là nó khỏi. Cái này thì tôi chưa làm, nhưng nghe một người mách, người dân tộc mách tôi như thế. Đấy, cách đấy cũng là cách để cho các con nó chữa cách khóc dạ đề. Mình gọi là khóc dạ đề, cứ đêm về nó khóc. Nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, cái tốt nhất thì cứ ra chùa nhờ các thầy bán khoán cho là khỏi. Nếu ra chùa bán khoán mà chưa khỏi thì kiếm cái vải hô thần nhập tượng, đức chùa nào mà có cái đó xin cái đó là được ngay. Đó. Còn ở đây trường hợp đây nói là 11 năm rồi, bây giờ họ bảo đến năm 15 tuổi phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Không nên.
Mà đến 12 tuổi thì tốt nhất là gì? Quy cho các con nó. Đó. Có chùa khoán về hay không chùa khoán không quan trọng. Quan trọng là quy y cho các con nó, lấy pháp danh nhà Phật cho các con nó thì mọi việc sẽ được tốt đẹp thôi. Cái trường hợp Phật tử này thầy chỉ khuyên như vậy. Không nên đi chuộc về mà tôn nhang bản mệnh lại đưa tự nhiên đang là để là con của Phật, đệ tử ăn mày, đức ông ăn mày Phật, tự nhiên bây giờ lại chuộc về đi đem bán sang nhà Thánh. Đúng không? Chúng ta là một Phật tử rồi bảo là gì? Đệ tử con tên là quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Đó. Chúng ta vẫn lễ kính Thánh, vẫn tôn trọng Thánh, nhưng chúng ta gì? Không làm đệ tử các ngài. Chúng ta là đệ tử của Phật, các ngài là đệ tử của Phật cơ mà. Thiên Đế Thích còn là đệ tử của Phật cơ mà. Mà các vị Thánh đó đều là gì? Đều là con của, là cháu, là chắt chút chít của Thiên Đế Thích. Cái tội gì mà chúng ta không làm anh em với các vị ấy? Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là không nên chuộc khoán lại mà để đi tôn nhang bản mệnh theo cho cháu ở bên Thánh, mà cứ để đến năm 12 tuổi thì đăng ký danh sách quy cho các con nó làm chính thức là một Phật tử tại gia là tốt nhất. Như vậy là không phải lo lắng gì nữa cả.